Hello, lại bác sĩ Hiếu đây. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Đố các bạn biết bác sĩ Hiếu vừa làm cái việc gì? Nhiều bạn đã hiểu ra rồi đúng không? Bác sĩ Hiếu vừa nặn mụn bằng tay. Sởi ạ, bỏ cái tay này đi. Bỏ cái tay này đi thì da bạn sẽ đẹp cực kỳ nhanh, bởi vì cái tay này sẽ làm cho mụn viêm rất là nhiều. Có bao nhiêu cách để chúng ta có thể lấy nhân mụn được? Và đâu là cách hiệu quả? Các bạn đã từng nghe đến phương pháp điều trị mụn không cần nặn mụn chưa? Bao nhiêu bạn muốn cái phương pháp này? Comment xuống bên dưới. Bác sĩ Hiếu chuẩn bị ra mắt một cái sản phẩm vô cùng hay ho mà khám phá ra được. Đó là chúng ta có thể điều trị mụn ngay cả khi hầu như không nặn mụn. Vậy cùng khám phá vào video ngày hôm nay. Và như thường lệ, bác sĩ Hiếu có fanpage là bác sĩ Hiếu Group Cộng đồng chăm sóc da khoa học. Các bạn có thể tham gia vào đây để nhận nhiều hơn các kiến thức chăm sóc da của mình. Và đường link ở trong đường link mô tả bên dưới, các bạn có thể tham gia vào. Ok, có rất nhiều các cách có thể lấy được nhân mụn. Nhưng điểm lại ngày hôm nay, bác sĩ sẽ chia sẻ với bạn 3 phương pháp. Phương pháp số 1 đó là phương pháp cơ học. Cơ học là tất cả các dụng cụ dạng vật lý dùng để lấy cái nhân mụn ra, bao gồm dùng tay, móng tay chính là biện pháp chúng ta hay dùng nhiều nhất. Số 2, dùng que chích mụn. Que có hai đầu đúng không? Một cái đầu nhọn để chích và tạo lỗ thông. Và số 2 đó là cái phần đầu tròn để tạo áp lực và mụn nó sẽ đẩy ra. Một vài cái phương pháp khác, ví dụ như các bạn đang là sinh viên đang xem video clip này, có nhiều bạn đã từng lấy cái ngòi bút chưa? Lấy cái ngòi bút và cắm thẳng vào cái mụn và cái mụn phọt ra. Đây là cách mà hồi sinh viên học sinh thì rất nhiều bạn đã từng làm rồi. Hay là một vài cách khác đó là chúng ta dùng hai tăm bông ép vào nhau để tạo lực, nó cũng đẩy được cái mụn ra. Vậy thì các phương pháp tạo ra áp lực hay là tạo ra cái đường thông để cái đầu mụn đi ra ngoài thì đều giúp cho nhân mụn lấy ra và được xếp chung là phương pháp cơ học. Ưu điểm của các phương pháp này đó là vô cùng đơn giản, dụng cụ có ở khắp mọi nơi, chế được từ mọi thứ. Nhưng nhược điểm, dễ bị viêm nhiễm, dễ tạo thành sẹo, dễ bội nhiễm và dễ tạo thành vết thâm. Nếu như các bạn không biết cách lấy nhân mụn, đừng quên xem lại các video clip trước. Bác sĩ Hiếu đã có rất nhiều video hướng dẫn về cách lấy mụn, hoặc bộ series 5 video hướng dẫn các sản phẩm bôi sau nặn mụn để hạn chế hình thành ổ viêm, hạn chế hình thành thâm và phục hồi làn da nhanh hơn. Hãy xem lại video này, ok? Nhóm số 2 đó là phương pháp hóa học. Hóa học là phương pháp chúng ta dùng các hoạt chất hóa học làm thế nào đó để tạo ra cái đường thông bằng hoạt chất hóa học. Tự mụn nó sẽ trồi và bong ra, giúp mụn chín nhanh hơn, gom củi mụn, xe của mụn nhanh hơn, thì đây gọi là các phương pháp hóa học. Có rất nhiều phương pháp hóa học để mụn tự trồi ra, ví dụ chúng ta dùng BHA. Ô nhưng mà BHA có rất nhiều các brand name thị trường và rất nhiều cái base để hòa tan nó. BHA có thể tan trong cồn, tan trong dầu, có thể tan trong nước nhưng rất thấp, không đáng kể. Chính vì thế không phải BHA nào dùng cũng giống nhau. Ngoài BHA, chúng ta có thể dùng rất nhiều loại AHA, dùng TCA, dùng retinol để có thể peel mụn được. Vậy thì cơ chế hoạt động của phương pháp peel này ở chỗ, thứ nhất đó là nó sẽ gom củi mụn nhanh hơn. Số 2 đó là nó sẽ bóc tách. Các bạn hãy hình dung cái nhân mụn nó nằm ở dưới một cái tầng da rất là dày để nó che phủ cái đầu mụn. Khi các bạn peel và lột lại bỏ đi cái lớp dày sừng trên bề mặt da, thì khi bóc ra thì cái mụn nó có hướng nó trồi lên được. Đó, đây là cơ chế chung của phương pháp peel. Còn ngoài ra, cơ chế số 3 nữa đó là cơ chế làm mất nước xung quanh cái đầu mụn. Thì khi cái phần đầu mụn nó mất nước thì thành phần bên trong nó chỉ còn mỗi là oil thôi, là dầu thôi, thì cái đầu mụn nó sẽ chín nhanh hơn và đẩy ra ngoài. Đây chính là cái cơ chế quan trọng nhất của AHA trong trị mụn. Do đó các bạn có thể thấy rằng là có rất nhiều phương pháp dùng hóa học để mụn nó tự trồi ra hay là tự ra xong quá trình rửa mặt. Do đó nếu như các bạn mong muốn sử dụng các phương pháp điều trị bằng peel hóa học như thế này thì đừng quên comment xuống bên dưới các sản phẩm các bạn đã dùng hoặc mong muốn. Nếu như có rất nhiều các bạn yêu thích cái phương pháp này, bác sĩ sẽ public trong thời gian tới để chúng ta có thể có ngay một bộ kit trị liệu tại nhà mà chúng ta không cần phải ra spa quá là tốn kém và sẽ phù hợp với những bạn chúng ta rất là bận bịu này, không có thời gian chăm sóc da và không có thời gian đi spa, đặc biệt là các bạn có nguồn thu nhập không quá cao và dành cho các bạn có sự nghiên cứu chuyên sâu về da, muốn được trải nghiệm lên chính mình thì hãy comment xuống bên dưới, chấm cũng được hoặc inbox cho bác sĩ Hiếu, vì đây là phương pháp thực ra bác sĩ Hiếu yêu thích cách này nhiều hơn. Còn nặn nó chỉ là phương pháp rất là phụ để nhanh điều trị khỏi hơn thôi, còn nặn nó không phải vấn đề chính trong trị mụn đâu, nhớ nha.
Và phương pháp số 3 và cuối cùng trong video này, đó là phương pháp quang học. Quang học có nghĩa là dùng các bước sóng ánh sáng hoặc là dùng các bước sóng của một loại tia nào đó. Và điển hình nhất trong video này hướng bác sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn, đó chính là sử dụng laser COI fractional. Cơ chế của nó cũng tương tự như là PO học, nhưng khi dùng COI nó sẽ cũng làm bóc tách và làm bỏ đi, loại bỏ lớp tế bào sừng già cỗi ở trên cùng. Và khi bóc tách ra thì nó cũng lộ đầu như mụn da. Nhưng cơ chế của COI là quang học thì nó có nhiều điểm hay ho hơn. Đó là nó không những là giúp trị mụn mà nó còn giúp da của chúng ta được trẻ hóa và tăng sinh collagen. Còn đối với những lên mụn quá to thì COI không phải fractional mà chế độ normal chế độ thường ấy, nó cũng có thể tạo ra đầu dẫn để chúng ta lấy những mụn dễ hơn. Nên quang học cũng là một phương pháp thay thế cho việc chúng ta dùng vật lý, thay thế dùng cho hóa học cũng có thể lấy những mụn dễ dàng. Và trên đây là 3 phương pháp bác sĩ chia sẻ với các bạn để chúng ta có thể biết cách lựa chọn lấy nhân mụn theo phương pháp nào, phương pháp cổ truyền cơ học hay còn là phương pháp lực sĩ đó, dùng tay nặn. Hay số 2 phương pháp phải IP nhiều hơn đúng không, phương pháp hóa học. Hay số 3 phương pháp từ nhà giàu laser. Vậy bạn có thể lựa chọn nhiều cách để có thể xử trí mụn cho chính mình. Và các bạn đừng quên, nếu thấy video này, like, subscribe và chia sẻ kênh này để nhiều người biết đến cái series nhiều hơn. Bác sĩ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.